dắt người thân, bạn bè, gia đình qua bên em đi. Mọi người chỉ cứ qua em làm đẹp nhiều là nhà em có tiền mua labo rồi. Không biết luôn mọi người, tự nhiên hồi nãy em ngồi lên cái tự nhiên một lúc nó bật nắp vậy đó. Không biết chạy mọi người, mà thời gian bận bịu á, làm việc á. Mọi người đoán xem, không nhau phải chồng em nha mọi người, anh trai em. Xe này của anh trai nha mọi người. Anh trai em làm nghề gì thì mọi người kiếm Quân Nguyễn nha. Anh trai em làm phun xăm thẩm mỹ ha. Phun xăm thẩm mỹ và đào tạo học viên chuyên nghiệp. Nhà em là làm đẹp theo chuỗi á. Đúng rồi, anh bảo vệ em đã. Sợ cái xe nó bị mốc nên là ông kêu mấy chị em lấy ra chạy đi. Tại ra cũng làm biếng đó, tại vì ở trên Lâm Đồng xuống ấy mọi người, chạy xe nhiều khi chưa quen đường xá nó sợ cái sợ chạy vi phạm cái bị công an phạt. Sao bất ngờ. Anh tôi giàu thôi chứ tôi đâu có giàu đâu mọi người. Ủa sao cái xe nó biết dữ vậy? Vợ đâu có thể chị tôi mà, chị tôi đó. Tài xế xịn nha mọi người, tài xế chạy rất to Lâm Đồng. Nhà tôi chị tôi là nhỏ con nhất á, mà xong rồi bá giỏi nhất luôn, bá lấy bằng lái xong rồi biết chạy xe, bá là người đầu tiên á mà nhỏ con nhất luôn mọi người. Ê, tôi thấy có một ông có cái xe màu đỏ đỏ như giống cái này nè. Chi nhánh ở Thanh Hóa hả? Thanh Hóa thì không có, nhưng mà nhà chị Linh ở đâu ra? À đúng rồi, có chi nhánh ở Hưng Yên luôn đó mọi người. Hưng Yên có chi nhánh luôn đó mọi người. Mọi người vô chị Linh Cun nha, mọi người vô chị Linh Cun này, chị có. Thì nhà em làm theo chuối á, nên là ở Hưng Yên thì có chi nhánh của bên chị gái nhà chị Linh Cun ấy. Mọi người bấm chị Linh Cun idol top top đây nha, 5,3 triệu lượt follow là chị Linh Cun ha. Mọi người đoán xem. Dạ nhà em có tài xế này xịn lắm mọi người, xe tài xế này quá xịn. Tài xế này chạy xe đàng hoàng nhưng mọi người không có biết nhìn cô. Mới đến cầu vượt Linh Xuân luôn. Hello mọi người. Má ơi nằm mơ. Trời ơi. Ông cho tôi tiền thuê, ông cho tôi về thuê những phí hả? Năm nay kiểu gì nhờ, kinh tế đang khó khăn lắm mọi người. Năm nay không có được anh. Thì em có đòi hỏi gì đâu anh. Em nào dám đòi hỏi.